Dạ vâng, chào mừng quý chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Đồ Si. Ngày hôm nay thì nhà sành Đồ Si sẽ giới thiệu đến quý chị các sản phẩm áo polo. Và các sản phẩm ngày hôm nay thì sẽ chủ yếu là hai size M và size L cho quý chị có cân nặng từ 60 đến 70kg. Thì các bác sẽ lựa chọn được rất nhiều các sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay. Và các sản phẩm sẽ đồng giá là 180k trên một sản phẩm bất kỳ. Quý chị mua từ hai sản phẩm trở lên giá chỉ còn là 150k trên một sản phẩm. Và toàn bộ các mặt hàng sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý chị ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sành Đồ Si tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Đồ Si là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, sản phẩm đầu tiên nhà sành Đồ Si giới thiệu đến quý chị sẽ là một con áo polo tông màu ghi đến từ thương hiệu Dunlop Motorsport. Em này thì sẽ có mã là A262, chiều dài là 66 này, ngang là 51 và vai thì sẽ là 48cm. Size của sản phẩm là size M. Quý chị xung quanh 60 đến 65kg thì các bác có thể lựa chọn em này. Độ mới rất là cao luôn, toàn bộ các mặt hàng polo ngày hôm nay độ mới rất là cao, thì là các bác cứ yên tâm chúng ta lựa chọn. Quý chị nào chúng ta yêu thích những sản phẩm tông màu trung tính tối mọc, các bác hoàn toàn có thể là ưu tiên lựa chọn cái sản phẩm này của nhà Dunlop đây. Một thiết kế áo chất rất là đẹp, rất là mềm mịn thoáng mát để các bác có thể sử dụng trong mùa hè năm nay. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một sản phẩm áo polo với tông màu nâu nhạt. Đây là một thiết kế đến từ nhà Uniqlo. Đây là một thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Sản phẩm của mình thì sẽ là thiết kế suông trơn đơn giản, không có họa tiết ở bên trên. Mình sẽ có một cái túi vuông nhỏ ở trước ngực áo này. Mã sản phẩm sẽ là A263, chiều dài là 69, ngang là 49 và vai là 41. Em này size M. Các bác có cân nặng xung quanh 60 đến 65kg là có thể lựa chọn sản phẩm này rồi. Chất liệu của mình thì sẽ là chất vải cốt tông, rất là đẹp luôn. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo polo tông màu xanh nhạt. Và cái sản phẩm của mình sẽ là thiết kế họa tiết kẻ sọc. Mã sản phẩm là A264, chiều dài là 62, ngang là 53 và vai là 48cm. Em này thì cũng là size M luôn. Quý chị chúng ta thường mặc size L hoặc là quý chị có cân nặng nằm trong khoảng 60 đến 65kg thì các bác chúng ta yên tâm lựa chọn cho mình sản phẩm này. Một con áo cực kỳ trẻ trung này, các bác mặc em này lên trên người mới thấy sản phẩm của mình nó rất là đẹp luôn. Với những cái sản phẩm áo polo nó là những cái sản phẩm áo có cổ nên là nó sẽ rất là lịch sự nhã nhặn, các bác có thể lựa mặc đi chơi đi làm. Và là các bác mặc hàng ngày thì cũng rất là ok luôn. Mã là A264. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây cũng là một con áo đến từ nhà Uniqlo, một sản phẩm áo tông màu xanh nước biển. Em này thì sẽ là thiết kế suông trơn đơn giản. Bao giờ cũng thế, những cái sản phẩm của nhà Uniqlo thì bao giờ cũng làm tối giản nhất có thể này, để cho cái tính năng ứng dụng của sản phẩm nó cao hơn. Đó, mã sản phẩm của em này thì sẽ là A265, chiều dài là 69, ngang là 47 và vai là 41. Size áo thì cũng là size M, độ mới rất là cao nên là các bác cứ yên tâm chúng ta lựa chọn. Và sản phẩm tiếp theo nhà sành Đồ Si giới thiệu đến quý chị sẽ là một con áo polo có họa tiết. Đây lại gần một chút để các bác có thể là coi cận chất cận màu cũng như là kỹ hơn các cái họa tiết chi tiết bên trên sản phẩm. Mã sản phẩm là A266, chiều dài là 65, ngang là 50 và vai là 50. Em này cũng là size M. Sản phẩm của mình rất là thiết kế form suông rộng rãi thoải mái này. Còn riêng về chất liệu các bác cứ yên tâm, toàn bộ các mặt hàng ngày hôm nay nhà sành Đồ Si bao chất cho mình chất liệu rất là đẹp, đủ độ dày dặn để các bác mặc lên nó được chuẩn chỉ phong dáng. Thứ hai nữa là cái chất liệu nó rất là bền để cho các bác có thể sử dụng được lâu dài. Em này thì độ mới cũng rất là cao. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này có thể liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Si, mã là A266. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Đây cũng là một con áo tông màu xanh nhạt đến từ nhà Uniqlo, mã sản phẩm là A267, chiều dài là 68, ngang là 49 và vai là 41. Em này thì cũng là size M này, thiết kế cực kỳ tối giản luôn. Mặt trước mặt sau là trơn hết, không có họa tiết ở bên trên. Và cái chất liệu của mình thì sẽ là chất cốt tông dày dặn, thấm hút mồ hôi rất là tốt. Độ mới thì cực kỳ cao nên là các bác chúng ta cũng nhanh tay chúng ta chốt đơn em này. Mã sản phẩm là A267, một thiết kế chính hãng của nhà Uniqlo. Và nhà sành Đồ Si cũng cam kết với quý chị toàn bộ các mặt hàng đều là hàng chính hãng hết nên là các bác cứ yên tâm chúng ta lựa chọn. Và sản phẩm tiếp theo thì sẽ là một thiết kế của nhà Takio. Em này thì sẽ là mã A268 này, chiều dài là 57, ngang là 46 và vai là 38. Sản phẩm này thì sẽ là size S thôi. Bác nào mà xung quanh khoảng 55 đến 60kg thì có thể lựa cho em này một con áo polo với tông màu trắng. Các bác lựa mặc đi chơi đi làm, em này thì rất là lịch sự nhã nhặn luôn. Độ mới thì cũng rất là cao này. Mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Cái sản phẩm này của mình thì sẽ là một con áo rất là cơ bản để các bác có thể là mặc hàng ngày ở nhà, hoặc là các bác mặc đi chơi đi làm thì nó cũng vẫn rất là ok. Mã A
269, chiều dài là 60, ngang là 50 và vai là 46. Sản phẩm này của mình thì sẽ là size SO, nên là các bác chúng ta cứ xung quanh 60kg các bác vẫn tự tin là đặt hàng cho mình cái em này, mặc vừa vặn thoải mái luôn. Chất liệu thì lại là cái chất liệu có cái độ dày dặn vừa phải, để các bác có thể là yên tâm mình mặc trong mùa hè năm nay, mặc cực kỳ thoáng mát, và cái chất vải này mặc nó rất là nhẹ nữa. Đó, độ mới của sản phẩm thì rất là cao. Đây là một thiết kế của nhà Weather Cook, mã sản phẩm là A269. Và mọi thông số của sản phẩm cũng như là mã hàng thì các bác có thể là coi ở phía bên tay trái màn hình của mình. Nhà Sành Đồ Si đã ghim lên rất là cẩn thận và đầy đủ để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi rồi. Và các bác có thể lựa ra những sản phẩm sao cho nó vừa vặn nhất với số đo cơ thể của mình. Cái thứ hai nữa là các bác có thể chúng ta đặt đúng chuẩn chỉnh cái mã hàng để chúng ta không sai sót khi mà chúng ta đặt hàng. Lỡ mà các bác đặt nhầm mã, nhà Sành Đồ Si gửi sai hàng thì cũng rất là mất thời gian cho cả phía anh chị cũng như là nhà Sành Đồ Si. Rồi tiếp theo thì chúng ta đến với mã A270. Em này thì sẽ có chiều dài là 69 này, ngang là 51 và vai thì sẽ là 47. Size áo của em này thì sẽ là size L. Các bác có cân nặng từ 65 đến 70kg thì có thể lựa cho em này. Thiết kế họa tiết kẻ ngang, đây sẽ là cái họa tiết rất là trẻ trung năng động để cho các bác chúng ta lựa chọn. Còn riêng về độ mới của sản phẩm cũng như là chất lượng thì các bác cứ hoàn toàn yên tâm. Ngày hôm nay nhà Sành Đồ Si bao chất toàn bộ các mặt hàng cho quý chị luôn. Em này thì sẽ có mã là A270. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Cái sản phẩm này của mình thì sẽ là thiết kế họa tiết dằn di này. Mã sản phẩm thì sẽ là A271, chiều dài là 58 và sau là 59, ngang là 45 và vai thì sẽ là 38cm. Bác nào thường mặc size S hoặc là các bác mặc có cân nặng từ 55 đến 60kg thì có thể là lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Nhìn chung thì cái tông màu của nó sẽ là cái tông tối màu thôi, nên cũng rất dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Đó, các bác nào chúng ta yêu thích cũng như vừa vặn với sản phẩm có thể liên hệ chốt đơn mã A271. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một con áo phối màu cũng rất là đẹp luôn, cũng là một con áo thiết kế rất là đơn giản thôi. Một sản phẩm đến từ nhà Uniqlo với mã sản phẩm là A272, chiều dài là 71, ngang là 51 và size của sản phẩm thì sẽ là size L. Đó, quý chị có thể là coi qua một chút mặt trước mặt sau của sản phẩm này. Bác nào mà yêu thích những cái tông màu tươi sáng một chút hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này của nhà Uniqlo. Chất liệu thì cực kỳ đẹp luôn, các bác cứ yên tâm, nhà Sành Đồ Si bao chất cho mình chất vải dày dặn lên phong dáng chuẩn chỉnh cho quý chị. Tiếp theo thì sẽ là một con áo polo với tông màu trắng này. Cái tông màu trắng nó cũng là cái tông màu cơ bản nhất rồi, các bác có thể là phối chung với tất cả các trang phục khác nhau luôn. Em này thì cũng lại là một sản phẩm của nhà Uniqlo, mã sản phẩm là A273, chiều dài là 62, ngang là 50 và vai thì sẽ là 41 này. Size áo của này thì sẽ là size M, các bác thường mặc size M hoặc là quý chị có cân nặng từ 60 đến 65kg có thể lựa cho em này. Tiếp theo thì sẽ là một con áo với tông màu hồng phấn. Em này thì cũng là thiết kế suông trơn đơn giản với mã là A274, chiều dài là 62 và sau là 64, ngang là 48 và vai là 41cm. Size của sản phẩm này cũng là size M luôn. Em này thì sẽ là chất vải cotton cực kỳ dày dặn này. Các bác coi trên line đã thấy form dáng của nó rất là chuẩn chỉnh rồi, nên là các bác cứ yên tâm chúng ta lựa chọn. Cái sản phẩm này chất liệu rất là đẹp và cái độ bền của nó thì cũng rất là cao cho quý chị. Tiếp theo thì sẽ là một con áo với tông sáng mỏng. Em này thì sẽ là cái tông màu cam và một con áo rất là trẻ đẹp để các bác có thể là lựa chọn mình mặc trong mùa hè năm nay. Một thiết kế của nhà Uniqlo, mã sản phẩm là A275, chiều dài là 60 và sau là 64, ngang là 53 và vai thì sẽ là 45cm. Em này là size MO, các bác chúng ta có cân nặng xung quanh từ 60 đến 65kg là yên tâm lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Với cái thời tiết mùa hè thì các bác cứ yên tâm lựa chọn cho mình những cái sản phẩm tông màu nổi bật một chút chúng ta mặc cực kỳ đẹp luôn. Em này thì sẽ là chất vải cotton, cũng hàng một hàng cũng rất là đẹp luôn, mã A275. Tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một sản phẩm nữa cũng là tông màu hồng phấn này. Em này là của nhà Uniqlo, gia công và sản xuất tại Việt Nam. Mã sản phẩm là A276, chiều dài là 65, ngang là 49 và vai là 40. Em này size M, thiết kế rất là basic cơ bản. Với sản phẩm này các bác cứ yên tâm chúng ta mặc đi chơi đi làm rất là đẹp này, phối chung với cả quần jean, quần kaki hoặc là các bác mặc với cả quần Âu nó cũng rất là ok luôn, rất là hợp. Mã A276, những cái sản phẩm của Uniqlo thì các bác chúng ta cứ yên tâm về cái mặt chất liệu cũng như là chất lượng của sản phẩm. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo cũng là một mặt hàng đến từ nhà Uniqlo. Em này thì sẽ là họa tiết kẻ ngang với tông màu chủ đạo của mình sẽ là tông màu xanh than pha với cả tông màu đỏ. Mã sản phẩm là A277, chiều dài là 71, ngang là 50 và vai thì sẽ là 44 này, size M. Đó, các bác chúng ta cứ xung quanh 60-65kg. Và là bình thường các bác cứ mặc size M thì các bác lựa em này vẫn rất là vừa vặn luôn. Các bác có thể là coi qua toàn bộ cái form dáng của sản phẩm. Đó, mã sản phẩm thì sẽ là A277, độ mới rất là cao. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một con áo đến từ thương hiệu Dunlop
Motorsport. Bác nào yêu thích những cái tông màu trung tính thì có thể lựa chọn em này. Đây là một thiết kế áo với tông màu ghi và họa tiết là họa tiết kẻ ngang mã A278, chiều dài là 70, ngang là 61 và vai là 53. Em này thì sẽ là size LO này, với chị chúng ta cứ xung quanh 70 kg. Các bác mặc em này thoải mái luôn. Đặc biệt là bác nào mà vòng bụng hơi lớn một chút, chúng ta cứ lựa cho mình những cái size của Âu này, hoặc là các bác lựa những cái sản phẩm áo form suông rộng rãi, các bác mặc lên nó sẽ rất là đẹp, vừa thoải mái mà vừa gọn gàng cho mình. Đó, mã sản phẩm là A278 và độ mới sản phẩm rất là cao. Quý chị cứ yên tâm, toàn bộ các mặt hàng ngày hôm nay là nhà sản xuất đã tuyển chọn, lựa chọn cũng như là xử lý rất là kỹ đến xử lý rất là kỹ rồi mới lên like để giới thiệu đến quý chị. Tiếp theo chúng ta đến với một con áo của nhà Colombier. Em này thì sẽ có mã là A279, chiều dài là 70, ngang là 55 và vai thì sẽ là 50. Size của mình thì sẽ là size L này. Quý chị nào yêu thích cái tông màu hồng phấn này, đặc biệt là những sản phẩm đến từ nhà Colombier nữa, thì các bác có thể là lựa ngay cho mình sản phẩm này. Một con áo cực kỳ trẻ trung năng động để các bác có thể lựa mặc đi chơi đi làm. Đặc biệt là cái chất liệu của em này thì sẽ là cái chất liệu thấm hút mồ hôi tốt để các bác có thể sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã A279 này. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo polo tông màu trắng. Em này thì cũng là một con áo rất là xịn sò về của thương hiệu Arabat. Đây cho các bác chúng ta coi tem mác đầy đủ chính hãng, tên thương hiệu được in bên trên cổ áo cũng như là cái logo và tên thương hiệu được thêu trước ngực áo luôn. Mã sản phẩm sẽ là A280, chiều dài là 67 và sau là 69, ngang là 56 và vai thì sẽ là 48 cm. Bác nào thường mặc size L thì có thể lựa ngay cho mình cái sản phẩm này, một sản phẩm chính hãng của nhà Arabat. Và với những cái thiết kế tông màu trắng là một con áo rất là lịch sự luôn. Các bác lựa em này chúng ta mặc đi chơi đi làm thì cực kỳ là hợp lý rồi, và cái độ mới của sản phẩm này thì nó cũng rất là cao. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Con này thì sẽ là một thiết kế chính hãng của nhà Nike. Nhắc đến Nike thì chúng ta đều biết đây là một thương hiệu thời trang thể thao lớn nhất trên thế giới rồi. Đặc biệt cái em này lại là một con áo tông màu cam, tông màu rất là nổi bật, nên là các bác cứ yên tâm chúng ta lựa chọn sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã A281 này, chiều dài là 71, ngang là 52 và vai là 48. Sản phẩm này của mình thì cũng là size L luôn. Đó, các bác chúng ta thường mặc size L, hoặc quý chị có cân nặng xung quanh từ 65 đến 70 kg, các bác cứ tự tin chúng ta đặt hàng cho mình em này. Độ mới của sản phẩm rất là cao, một thiết kế chính hãng của nhà Nike, và các bác yên tâm, nhà sành đồ si cam kết với quý chị toàn bộ các mặt hàng đều là hàng chính hãng hết. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm của nhà Uniqlo. Em này có mã là A282, chiều dài là 69, ngang là 56 và vai là 45. Size áo của mình thì cũng là size L cho quý chị chúng ta lựa chọn. Bác nào yêu thích tông màu ghi sáng cũng như là các sản phẩm họa tiết kẻ ngang thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý cho các bác này. Một con áo trẻ trung năng động nhưng mà cũng không kém phần là nhã nhặn lịch sự, để các bác có thể sử dụng em này chúng ta mang đi làm. Có mã sản phẩm thì sẽ là A282. Mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, lại là một con áo với tông màu ghi sáng. Tuy nhiên thì em này sẽ là một sản phẩm thiết kế suông trơn đơn giản đến từ nhà Uniqlo, một sản phẩm chính hãng của Uniqlo và được gia công và sản xuất tại Việt Nam. Mã A283, chiều dài là 59, ngang là 52 và vai thì sẽ là 45. Em này thì là size L này. Bác nào mà yêu thích những sản phẩm thiết kế suông trơn đơn giản thì các bác có thể là cân nhắc lựa chọn cho mình cái sản phẩm này của nhà Uniqlo, độ mới rất là cao luôn. Mã A283. Và tiếp theo nhà sành đồ si giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo của nhà Kroski. Em này thì sẽ là một sản phẩm áo tông màu ghi đậm và họa tiết của mình sẽ là họa tiết kẻ ô vuông. Em này đặc biệt ở chỗ là cái phần lai áo này nó sẽ là bo chun, nên là nó sẽ hơi bo một chút thôi, nên là các bác chúng ta mặc lên em này nó sẽ rất là gọn gàng và nó vào một cái form dáng rất là đẹp cho quý chị. Mã sản phẩm là A284, chiều dài là 64, ngang là 49 và vai cũng là 49 luôn. Nhìn chung thì những cái sản phẩm tông tối màu thì bao giờ cũng là những cái thiết kế mà rất là dễ mặc dễ dùng, các bác có thể là phối chung với tất cả các trang phục khác nhau luôn. Quý chị nào chúng ta yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành đồ si. Em này thì độ mới rất là cao, còn về chất liệu thì không phải bàn luôn, chất rất là đẹp, chất cực kỳ mềm mịn và độ thấm hút mồ hôi rất là tốt để các bác có thể mặc trong mùa hè năm nay. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, em này sẽ là một quần áo tông bóng đổ. Đây là một sản phẩm của thương hiệu Anopamer, mã sản phẩm là A285, chiều dài là 68, ngang là 45 và vai thì sẽ là 40. Size cái áo của em này thì sẽ là size M này, các bác chúng ta xung quanh 60-65 kg là có thể lựa chọn em này rồi. Toàn bộ các mặt hàng ngày hôm nay đều rất là đẹp, nên là các bác cứ yên tâm chúng ta lựa chọn, đặc biệt là còn sale rất là sâu cho quý chị nữa. Mỗi sản phẩm chỉ có giá là 180k trên một sản phẩm bất kỳ, mua từ 2 sản phẩm trở lên thì chỉ còn là 150k trên một sản phẩm thôi, và các mặt hàng sẽ được free ship trên toàn quốc. Em này sẽ có mã là A285, hy vọng là các bác cũng không bỏ lỡ cái sản phẩm này.
Tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo polo của nhà Golden Bear. Em này thì sẽ là một thiết kế áo họa tiết kẻ ngang. Mã sản phẩm là A286, chiều dài là 58, ngang là 50 và vai là 45. Size áo của em này thì sẽ là SO này. Quý chị chúng ta xung quanh 60kg là các bác yên tâm lựa chọn vừa vặn với em này luôn. Chất liệu thì sẽ là chất cốt tông dày dặn. Và em này thì cũng là một con áo rất là trẻ trung năng động để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã A286, độ mới sản phẩm rất là cao. Và sản phẩm tiếp theo mà nhà sành đồ xin giới thiệu đến quý chị là một con áo của Anopamer, tem mác đầy đủ chính hãng này. Mã sản phẩm là A287, chiều dài là 61, ngang là 45 và vai thì sẽ là 43. Em này size S này, quý chị chúng ta từ 55 đến 60kg là có thể lựa chọn em này rồi. Tông màu xanh và họa tiết của mình sẽ là họa tiết kẻ ngang, cũng là một con áo rất là trẻ trung và cái tông màu nó rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Mã sản phẩm là A287. Các mặt hàng ngày hôm nay độ mới rất là cao nên là các bác chúng ta cũng tranh thủ chúng ta đặt hàng. Đó, ngày hôm nay thì các mặt hàng rất là đẹp rồi, thế là các bác lựa những sản phẩm trong ngày hôm nay thì các bác rất là ưng ý luôn. Tiếp theo thì sẽ là mã A288, chiều dài là 65 và sau là 66, ngang là 48 và vai thì sẽ là 39cm. Em này thì sẽ là size M này. Quý chị nào chúng ta yêu thích những sản phẩm áo họa thiết kẻ ngang thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Một con áo với tông màu trung tính, mình có thể là phối chung với tất cả các trang phục khác nhau. Chất liệu thì là chất liệu cốt tông dày dặn và cũng rất là đảm bảo cho các bác là thấm hút mồ hôi tốt để mình có thể sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã A288. Tiếp theo lại là một con áo kẻ nữa, em này thì sẽ là thiết kế tông màu đen. Mã sản phẩm của mình là A289, chiều dài là 75, ngang là 50 và vai là 48, size L này. Các bác thường mặc size L hoặc là quý chị có cân nặng từ 65 đến 70kg có thể lựa cho em này. Đặc biệt là các bác nào mà yêu thích cái phong cách tối giản nữa thì có thể là lựa ngay cái sản phẩm này cho mình. Tông màu đen mình có thể là phối chung với tất cả các trang phục khác nhau luôn. Độ mới của sản phẩm thì lại rất là cao. Mã A289 này. Mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một thiết kế áo của nhà Uniqlo, gia công và sản xuất tại Việt Nam. Thiết kế suông trơn đơn giản với tông màu xanh nhạt. Mã A290, chiều dài là 70, ngang là 56 và vai là 46. Em này thì sẽ là size LO, cho quý chị xung quanh từ 65 đến 70kg các bác có thể lựa cho em này. Form dáng của mình thì đa số các sản phẩm ngày hôm nay form dáng nó sẽ là form suông rộng rãi thoải mái này. Chất liệu thì sẽ là chất vải cốt tông vừa đủ độ dày dặn để các bác mặc lên đúng chuẩn chỉnh form dáng. Cái thứ hai nữa là vẫn đảm bảo thoáng mát dễ chịu để các bác có thể sử dụng trong thời tiết mùa hè. Và em này thì sẽ có mã là A290. Bác nào yêu thích sản phẩm này của Uniqlo thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sành của chị. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế áo với tông màu đen, cũng là một sản phẩm chính hãng của Uniqlo luôn. Mã sản phẩm là A291, chiều dài là 73, ngang là 53 và vai là 43. Em này thì sẽ có size L này. Quý chị nào chúng ta yêu thích những sản phẩm suông trơn đơn giản, đặc biệt là lại yêu thích tông màu đen nữa thì có thể là lựa ngay cho mình sản phẩm này. Một con áo rất là lịch sự để các bác có thể lựa mặc đi chơi đi làm và là các bác mặc hàng ngày ở nhà thôi cũng rất là ok rồi. Mã A291 này. Mình sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo tông màu đen. Em này thì sẽ là một sản phẩm của Proex và cái chất liệu của em này nó sẽ là chất vải thể thao mềm này. Các bác muốn mặc những cái sản phẩm nó phải thật thoáng mát dễ chịu thì có thể lựa ngay cho mình cái sản phẩm này. Mã sản phẩm là A292, chiều dài là 64, ngang là 50 và vai thì sẽ là 45. Em này thì sẽ là size M này. Quý chị chúng ta xung quanh 60 đến 65kg các bác có thể là lựa chọn cho mình sản phẩm này. Đảm bảo là quý chị chúng ta nhận hàng này về rất là ưng ý cái sản phẩm này luôn. Từ chất liệu cho đến form dáng của sản phẩm nói chung là cũng không chê vào đâu được. Mã A292. Và sản phẩm tiếp theo thì cũng lại là một con áo với tông màu đen. Em này thì là một sản phẩm của nhà Uniqlo. Chất liệu của em này thì nó sẽ là chất vải cốt tông. Mã sản phẩm là A293, chiều dài là 70, ngang là 50 và vai là 45. Em này cũng là size M cho quý chị có cân nặng từ 60 đến 65kg chúng ta có thể lựa cho em này. Thiết kế form suông rộng rãi thoải mái này, một con áo suông trơn đơn giản với thiết kế tông màu đen. Mã A293, độ mới của em này rất là cao. Và mình sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày nay. Em này thì sẽ là một con áo tông màu xanh than, mình có một cái đường kẻ tông màu vàng ở giữa sản phẩm nên là trông cái áo của mình nó trẻ trung hơn rất là nhiều. Mã sản phẩm là A294, chiều dài là 66, ngang là 50 và vai là 42. Em này thì cũng là size M luôn và đây cũng là một thiết kế đến từ thương hiệu Uniqlo, tem mác đầy đủ chính hãng.
hãng, các bác cứ yên tâm, nhà sành Dosi cam kết với mình toàn bộ các mặt hàng đều là hàng chính hãng hết này. Và những cái dòng của nhà Uniqlo thì các bác không bao giờ lo về chất lượng rồi. Cái này thì sẽ có mã là A294. Quý chị chúng ta yêu thích cũng như vừa bạn với sản phẩm thì nhanh tay liên hệ chốt đơn với sành Dosi. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng lại là một thiết kế của nhà Uniqlo luôn. Em này thì sẽ là một con áo polo tông màu trắng, mã sản phẩm là A295, chiều dài là 62, ngang là 44 và vai là 40. Em này thì sẽ là size S thôi. Các bác chúng ta xung quanh khoảng 55 đến 60kg thì có thể là lựa chọn cho mình sản phẩm này. Cũng là một cái thiết kế rất là dễ mặc, dễ dùng. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo polo nữa, cũng là tông màu trắng. Em này thì sẽ là một thiết kế của nhà Uperinoma, mã sản phẩm là A296, chiều dài là 63 và sau là 64, ngang là 54 và vai là 46cm. Size của này sẽ là size MO này. Quý chị chúng ta xung quanh 60-65kg là bằng em này vừa vặn và đẹp nhất luôn. Với những thiết kế tông màu trắng này thì các bác cũng yên tâm là chúng ta phối chung với tất cả các trang phục khác nhau. Form dáng bên này thì sẽ là thiết kế form suông rộng rãi thoải mái này, mã A296. Mọi thông số thì các bác có thể là coi lại ở phía bên tay trái màn hình của mình, từ thông tin về mã sản phẩm cho đến các cái thông số dài rộng và vai của sản phẩm, nhà sành Dosi đã ghi lên rất là đầy đủ để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi rồi. Tiếp theo thì chúng ta đến với một sản phẩm nữa cũng của nhà Uperinoma luôn. Em này thì sẽ là thiết kế tông màu kem, mã sản phẩm là A297, chiều dài là 70 và sau là 75, ngang là 59 và vai là 53. Em này thì sẽ là size 2XL này. Quý chị chúng ta có cân nặng từ 75 đến 80kg là có thể lựa cho em này. Có thi thoảng chúng ta sẽ có một vài cái sản phẩm size nó lớn hơn một chút để cho các bác chúng ta lựa chọn, đặc biệt là các bác nào đang tìm kiếm các sản phẩm big size. Đó, em này thì sẽ có mã là A297, một thiết kế chính hãng của nhà Uperinoma. Và tiếp theo nhà sành Dosi sẽ giới thiệu đến quý chị một thiết kế áo với tông màu ghi. Em này là thiết kế suông trơn đơn giản thôi. Chúng ta có cái phần tên thương hiệu được thêu ở trước ngực áo. Mã sản phẩm là A298, chiều dài là 65 và sau là 67, ngang là 50 và vai là 42. Em này thì sẽ là size M này. Các bác thường mặc size M hoặc là mình có cân nặng từ 60 đến 65kg thì có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Đặc biệt là quý chị nào chúng ta yêu thích những thiết kế suông trơn đơn giản, những sản phẩm phong cách tối giản nữa thì đây sẽ là sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Cái tông màu nó không quá tối, không quá sáng, một cái tông màu rất là vừa phải. Có mã là A298. Và tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo tông màu xanh than. Em này là một thiết kế của nhà Eddie Bauer, mã sản phẩm là A299, chiều dài là 67 và sau là 69, ngang là 55 và vai thì sẽ là 45cm. Size của em này sẽ là size L cho các bác chúng ta lựa chọn. Quý chị chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70kg có thể lựa cho em này. Form suông rộng rãi thoải mái, chất liệu thì các bác cứ yên tâm là nhà sành Dosi bao chất cho mình. Chất vải cốt tông rất là dày dặn luôn và độ mới của sản phẩm thì cũng rất là cao, mã A299 này. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một thiết kế của nhà Saupol, mã sản phẩm là A300, chiều dài là 77, ngang là 54 và vai là 50. Size áo của em này cũng là size L cho các bác nào chúng ta yêu thích tông màu xanh nhạt thì chúng ta lựa chọn em này. Cái tông màu này thì cũng rất là trẻ trung này và cũng cực kỳ dễ để cho các bác chúng ta phối đồ luôn. Mình có thể lựa chọn em này chúng ta mặc đi chơi đi làm, có các bác mặc hàng ngày trong mùa hè năm nay thì cũng rất là ok. Mã sản phẩm là A300, độ mới rất là cao. Mình cùng đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay. Em này là một con áo polo của nhà Hannes. Đây cho quý chị chúng ta coi tem mác chính hãng này. Mã sản phẩm là A301, chiều dài là 72, ngang là 52 và vai là 49cm. Size của sản phẩm sẽ là size L. Quý chị thường mặc size L hoặc các bác có cân nặng từ 65 đến 70kg thì mình cứ yên tâm lựa chọn cái sản phẩm này chúng ta sử dụng. Mình mặc đi chơi đi làm và các bác mặc hàng ngày mùa hè năm nay cũng rất là ok luôn. Chất liệu thì rất là mềm mịn thoáng mát này. Đó, các bác mặc những cái sản phẩm như này đi chơi đi làm vừa trẻ trung mà vừa lịch sự nhã nhặn. Đó, mã sản phẩm thì sẽ là A301. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay liên hệ chốt đơn với nhà sành Dosi. Dạ vâng, vậy là vừa rồi nhà sành Dosi đã lên hết tất cả các sản phẩm để cho quý chị chúng ta theo dõi. Các bác ưng mã nào thì xin vui lòng liên hệ với nhà sành Dosi. Hy vọng là quý chị có thể là lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta ưng ý. Nhà sành Dosi xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và đừng quên là ủng hộ nhà sành Dosi bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sành Dosi ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.